Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản Tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Có lẽ chưa bao giờ trong sự nghiệp hiển hách của mình, Lionel Messi lại cảm thấy mọi thứ xung quanh đồng loạt trở nên khó khăn như hiện tại. Áp lực phải tỏa sáng, sự hòa nhập chưa được như kỳ vọng với toàn đội và đặc biệt là chấn thương đầu gối khiến anh có dấu hiệu dập. Tất cả đang vây chặt lấy thi tài người Argentina. Thậm chí, nó khiến cho một cá nhân vô cùng hiền lành, hoàn hảo, cả về tài lẫn đức, nhưng Messi cũng không thể kiềm chế được sự nông nổi của bản thân. Khi bất ngờ rút Messi ra khỏi sân trong trận với Olympic Lyon, Pochettino đã nhận được cái bĩu môi cùng ánh mắt khó chịu của siêu sao này. Trước đây ở Barcelona, Pulga chỉ bị thay ra khi anh muốn hoặc dính chấn thương. Khoảnh khắc Messi không bằng lòng với việc bị rút ra đã lao vào ống kính truyền hình. Pochettino đã nói, ông là người có quyền quyết định ai đá hoặc ai bị thay ra, nhưng có một số trường hợp đặc biệt, nhà cầm quân người Argentina phải cân nhắc kỹ hơn, ví dụ như Messi. Cựu thủ quân của Barca đã chơi không hề tồi ngày ấy. Nếu anh cứ tiếp tục thi đấu, bàn thắng có thể sẽ đến thôi. Song việc Pochettino bất ngờ cho Messi ra nghỉ đã khiến cho mạch cảm hứng cho anh bị hụt hẫng. Dù sao thì Pochettino vẫn xử lý đúng, vì những người ông tung vào sân đã chơi tốt và đem về chiến thắng chung cuộc cho Paris Saint-Germain. Song hành động gây bão của Messi đã cho thấy anh đang khát khao thể hiện mình ra sao, dù rằng với vị thế bất tử của mình, số 30 chẳng cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Nếu tình huống sút pha hàng rào từ cự ly chừng 2 mét không bị mép nối giữa khung thành từ chối, đó sẽ là siêu phẩm đẹp nhất vòng của Ligue 1. Không những vậy, nó có thể cởi nút thắt về tâm lý cũng như khai thông thế bế tắc dành cho chính Pulga. Rất tiếc, với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả thành Paris vào trong một cái chai. Là cầu thủ tấn công toàn diện trên thế giới, khi có thể ghi bàn, kiến tạo, cầm nhịp, Messi là mẫu siêu sao, đá đầu cũng được cho đội hình của Paris Saint-Germain. Nhưng nói là một chuyện, tìm được vị trí thích hợp nhất dành cho siêu sao này cũng lại là một chuyện khác. Đội hình PSG năm nay có nhiều sự biến đổi và tất cả các tân binh siêu hạng vẫn là những mảnh ghép mới. Messi thì cũng vậy thôi, dù hoàn hảo nhưng vẫn cần có thời gian để hòa nhập. Khi siêu sao 34 tuổi đặt chân tới Paris, giới chuyên môn nhận định Ligue 1 là miền đất hứa để anh có thể dạo chơi. Về mặt lý thuyết, mọi chuyện đúng là như vậy. Ligue 1 chưa bao giờ là giải đấu xứng tầm khi Paris Saint-Germain tỏ ra vượt trội hơn hẳn số phần còn lại. Do đó việc ghi bàn hay kiến tạo có thể không làm khó được Messi. Một cầu thủ đẳng cấp như Leo ghi 30 bàn và đoạt giải Pichichi, vua phá lưới ở La Liga mùa giải trước. Nhờ đó thì Messi đã nâng tổng số danh hiệu Pichichi trong sự nghiệp lên con số 8, có đó trở thành cầu thủ sở hữu nhiều giải thưởng này nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, siêu sao 33 tuổi cũng là chân sút có số lần giành danh hiệu vua phá lưới liên tiếp nhiều nhất hơn bất cứ cầu thủ nào khác tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Paris Saint-Germain đang sở hữu hàng công hoàn hảo, xung quanh Messi là những vệ tinh xuất sắc. Neymar và Mbappe là hai cầu thủ hàng đầu, cộng thêm sự có mặt của Leo đã biến Paris Saint-Germain trở thành đội bóng đáng gờm. Mặc dù vậy, trận ra quân của Tam Tấu được xem là hàng đầu trong lịch sử bóng thế giới lại là kỷ niệm đáng quên. Trận gặp Club Brugge ở UEFA Champions League, Messi đã xuất phát bên phía cánh phải trong sơ đồ 4-3-3. Pulga hoạt động rất rộng, liên tục hoán đổi vị trí với Neymar, Mbappe để kéo giãn hàng thủ của đối phương. Thế nhưng sự tương tác giữa bộ ba này là không nhiều. Messi, Neymar và Mbappe chỉ trao đổi với nhau 19 đường truyền. So với việc cả đội thực hiện tới 685 đường truyền, con số này là khá khiêm tốn. Thậm chí Messi chỉ có 11 đường truyền qua lại với Neymar và 3 với Mbappe. Sang đến trận gặp Olympic Lyon, có vẻ như cao thủ Paris Saint-Germain đã nhận được chỉ thị của huấn luyện viên Pochettino trong việc tích cực hỗ trợ Messi hơn. Ngược lại, chúng ta cũng có thể thấy huyền thoại sinh năm 1987 đá máu lửa hơn rất nhiều. Đó là những điều kiện cần và đủ để Messi nổ súng trong thời gian tới. Đừng so sánh Messi với bất cứ cầu thủ nào đang có khởi đầu tốt tại các giải đấu khác. Thứ nhất, lối chơi đặc trưng của M30 luôn là lùi sâu để tham gia vào khâu triển khai bóng. Do đó anh cần thời gian để nắm bắt được thói quen di chuyển của các vệ tinh xung quanh. Đồng thời, những người bạn mới cũng sẽ mất vài trận mới có thể bắt được tần số cực dị của cầu thủ sở hữu 6 quả bóng vàng. Nên nhớ là ngay cả tam tấu MSN, Messi, Suarez và Neymar lẫy lừng năm xưa cũng chỉ thực sự bùng nổ sau giai đoạn lượt đi của mùa giải 2014-2015. Xong nói đi thì cũng phải nói lại, thời gian không chờ được Messi quá lâu. Anh được mang về với nhiệm vụ duy nhất là trở thành bảo kiếm mang về Champions League cho Paris Saint-Germain. 4 lần giành danh hiệu này giúp cho Messi trở thành đầu tàu của câu lạc bộ thành Paris ở cuộc chiến hứa hẹn vô cùng cam go. Nếu tạm coi Club Brugge là bản nháp hơi lỗi, thì cuộc đụng độ Manchester City sắp tới là thách thức đòi hỏi bản lĩnh và tài năng của Messi. Mùa trước, khi chưa có số 30, Man City đã đánh bại Paris Saint-Germain. Có nhiều thời điểm, đoàn quân của Pochettino mới là những người chơi hay hơn. Song sau cùng, họ thất bại, một phần vì phung phí các cơ hội của mình có được, nhưng phần nhiều hơn là thiếu một bộ não sáng tạo có thể cung cấp nhiều hơn các tình huống dứt điểm cho Neymar và Mbappe. Ở trận lượt về, khi bị đặt áp lực ghi bàn do đã để thua trong trận lượt đi, hàng tiền vệ do Marco Verratti, Andre Herrera và Leandro Paredes đã chơi không đủ tốt. Họ tạo ra quá ít cơ hội và khiến Neymar phải lùi xuống nhận bóng. Vì vậy, ở màn tái đấu với đối thủ hùng mạnh, tất cả chờ đợi Messi sẽ giải bài toán sáng tạo cho tuyến giữa của Manchester City. Chỉ hơi buồn một chút vì Angel Di Maria không thể vào sân do án treo giò. Cầu thủ sinh năm 1988 là đối tác cực kỳ ăn ý và anh cũng là người chơi cùng cánh với Messi. Nhưng lừa thử vàng, gian nan thử sức, Messi đã bao nhiêu lần gánh Barca tàn tạ với vinh quang thì giờ anh cũng có thể làm điều tương tự với Paris Saint-Germain. Nên nhớ lực lượng của câu lạc bộ thành Paris còn mạnh hơn đội bóng cũ của Messi rất nhiều. Thật đáng để chờ mong thiên tài 34 tuổi sẽ đem đến màn trình diễn như thế nào tại sân Công viên Các Tử vào rạng sáng mai. Thậm chí chính huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City cũng háo hức không kém các cổ động viên của Paris Saint-Germain. Tôi đã từng gặp lại cậu ấy hồi còn dẫn dắt Bayern Munich và cả khi ở Manchester City. Việc Messi đến với Paris Saint-Germain khiến mọi người bất ngờ, nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ mọi người đều chấp nhận điều đó. Khi xưa bạn không thể tưởng tượng được chuyện này, nhưng nó đã diễn ra. Chẳng ai biết cuộc sống rồi sẽ như thế nào, đúng không? Điều quan trọng là cậu ấy đang hạnh phúc ở Paris Saint-Germain. Tôi nghĩ những cầu thủ như vậy sẽ tự khẳng định được mình ở trên sân đấu, không cần bổ sung thêm điều gì cả. Chúng ta thật may mắn khi được thấy cậu ấy chơi bóng suốt 16 năm qua. Sự nghiệp của cậu ấy thật phi thường vì sự hấp dẫn của trận đấu. Hy vọng ngày mai cậu ấy có thể ra sân. Song có lẽ Pep vẫn chưa thể quên chính sản phẩm ưu tú nhất do chính tay ông nhào nặn lại thường xuyên gieo sầu cho ông. Lần đầu Messi chạm trán Pep Guardiola khi không còn là thầy trò dễ giao năm 2015. Có thể nói giai đoạn ấy chia đỉnh cao của Barca cũng như Messi. Anh chơi quá tuyệt vời với một cú đúp ở lượt đi, trong đó có pha vặn sườn Jerome Boateng rồi lốp bóng qua đầu Manuel Neuer. Đấy có lẽ là khoảnh khắc ấn tượng nhất của Barca trong nhiều năm trở lại đây. Lần thứ hai mà bộ đôi thầy trò này tái ngộ là khi Barca chạm trán Manchester City của Pep vào năm 2016 ở vòng bảng UEFA Champions League. Trong mùa giải đầu tiên Pep là huấn luyện viên của câu lạc bộ thành Manchester. Lần này thì Leo còn tỏa sáng dữ dội hơn, anh ghi 4 bàn trong 2 trận gặp Man City ở vòng bảng. Rõ ràng quá khứ đang chỉ ra rằng Messi rất có duyên ghi bàn mỗi khi chạm mặt người có ảnh hưởng to lớn với sự nghiệp của anh. Vì thế anh càng có lý do để đá một trận thật cháy vào rạng sáng mai. Một tin rất mừng được thông báo từ bộ phận y tế của Paris Saint-Germain là Messi đang bình phục nhanh chóng vết dập ở xương đầu gối. Chấn thương này khiến anh dự kiến phải rời xa sân cỏ từ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên Messi đã hồi phục thần kỳ, chỉ sau 1 tuần, bóng có thể kịp góp mặt trong cuộc đại chiến giữa Paris Saint-Germain và Manchester City. Những gia vị cần thiết nhất đã có đủ, giờ lúc chúng ta hãy đưa ra một dự đoán cho cuộc chạm trán long trời lở đất này. Liệu Messi có ghi bàn hay không? Hãy để lại dự đoán của các bạn bằng một comment ở bên dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Tử Văn Hóa.